vài người sau khi biết tôi có một chuyến đi bộ 1800 cây thì họ tỏ ra khá bất ngờ và tò mò. Họ hỏi tại sao, bằng cách nào cũng có thể làm được như vậy. Tại sao thì cũng khó trả lời. Bằng cách nào thì trả lời được nhiệt độ, sự đau, sức nặng, ý chí. Qua 300 cây số đầu, tôi tin chắc cái vết phồng chưa kịp xì nước thì nó lại phồng thêm lớp bên trong, dòng lớp. Và cái quan trọng mình nhận ra một điều là sau chuyến đi đó, nhớ subscribe đâu ta, subscribe đây hoặc ở đây. Nói về cái nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp.